Rồi, xin kính chào quý vị. Hãy cùng mình đang có mặt ở đường Trường Sa dọc theo kinh Lộc Thị Nghè, Sài Gòn, chiều ngày 24 tháng 11 năm 2017. Trời Sài Gòn đang chuyển mưa quý vị, nhiệt độ vào khoảng 30 độ C. Phường 12, quận 3. Chiếc Mercedes đẹp nhất 350. Bên phải là đường ray xe lửa. Đây đường có nhiều hàng cây long não, cái màu xanh nó giống như cây mimosa gì, cái lá nó xanh biếc biếc rất là đẹp, lúc nào nhìn cũng nó tươi giống như lá non. Bên trái này có cây liễu rủ đẹp cái gì. Bên phải là nhà thờ Tân Chí Linh. Đường
mình vô đây cái quay ly tâm á, nó ra cái kẹo nó bán cho học sinh á. Rồi tiếp tục dọc theo đường bờ kè là quán nhậu, quán cà phê, ngồi ngắm dòng kênh, cây xanh gió thổi mát mát. Rồi bên phải là giáo xứ Vinh Sơn. Trước cái gì là cắt ngang là đường Hoàng Văn Thụ, ngày xưa là Võ Tấn đó.
rồi, thank you, see you quý vị clip tiếp theo nha, goodbye.